quê, về Nghi Sơn đất biển, nơi hồng màu da đỏ, tàu lướt sóng ra khơi. Bao năm xa quê hương, mang tình yêu cửa biển, chưa một lần gặp lại lán chợ cong đội mưa. Em theo anh về quê, về Nghi Sơn đất biển, trao nghiêng nghiêng tình mẹ, ôm quyện chặt lời cha. Ta đi như mùa xuân giữa muôn trùng cánh sông, giữa đại ngàn xanh thẳm khát vọng ngàn năm xưa. Sóng xô bờ cát trắng, nơi làng mai làng giữa cá thu về trong sương. Em về với cầu ông, về đào mê mắt ngọc, về mùa dòng sông quen, Nghi Sơn còn trong sông. Về diễn ngọc biển Sơn, in chân vai Nguyên Huệ, sáng ông ngồi đan lưới, gánh trưa bà đi chợ, đất biển ôm hồn đất biển, nơi hồng màu da đỏ, tàu lướt sóng ra khơi. Bao năm xa quê hương, mang tình yêu cửa biển, chưa một lần gặp lại lán chợ cong đội mưa. Sóng xô bờ cát trắng, nơi làng mai làng giữa cá thu về trong sương. Em về với cầu ông, về đào mê mắt ngọc, về mùa dòng sông quen, Nghi Sơn còn trong sông. Về diễn ngọc biển Sơn, in chân vai Nguyên Huệ, sáng ông ngồi đan lưới, gánh trưa bà đi chợ, đất biển ôm hồn quê. Về Nghi Sơn em ơi, nơi bao điều đổi mới, chứa chan nhiều kỷ niệm. Nghi Sơn đất biển quê. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
2022. Phóng sự Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Sa Pa, 30 năm xây dựng và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ban chỉ đạo 138 thị xã Nghi Sơn đã ban hành kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Kế hoạch được triển khai thực hiện từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 2 năm 2022 trên địa bàn toàn thị xã, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, tất cả các chợ, các khu vực, kho tàng, bến bãi, các cơ sở kinh doanh buôn bán trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, hộ gia đình, các cá nhân có nghi vấn hoặc có dấu hiệu vi phạm, các đối tượng đã có tiền án tiền sự về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường thủy có nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trái phép, nhất là chủ các phương tiện thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cảng biển, các đầu nậu, đường dây, ổ nhóm kinh doanh buôn bán lớn, chuyên nghiệp, cố định, đường dài có nghi vấn buôn bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, các ổ nhóm tội phạm, đối tượng hình sự có nghi vấn sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, học sinh, sinh viên và người lao động từ địa phương khác về quê trong dịp Tết, đối tượng tham gia các dịch vụ chuyển phát hàng hóa, mua bán qua mạng Internet, tập trung vào các tuyến đường bộ trọng điểm gồm tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường 513, đường Nghi Sơn Bãi Trành, tuyến đường từ xã Hải Hà đi Đông Hồi Nghệ An, tuyến đường Đông Tây 2, tuyến đường Bắc Nam 1B, tuyến đường tỉnh lộ 512, tuyến đường tỉnh lộ 525 từ chợ kho phường Hải Ninh đi huyện Đông Cống, tuyến đường 506 từ khu kinh tế Nghi Sơn đi cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến đường 7A từ ngã tư phường Hải Hòa đi phường Hải Thanh, tuyến đường 7B từ ngã tư chợ Trúc đi xã Phú Sơn. Tuyến biển tập trung vào các khu vực cảng Nghi Sơn, cảng Lạch Bạng, khu vực Lạch Ghép, các xã phường có biển. Tuyến đường sắt tập trung ở các nhà ga, ga Văn Trai, ga Khoa Trường, ga Trường Lâm. Các cơ quan đơn vị, các thành viên Ban chỉ đạo 138 thị xã, Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung tham gia phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội từ thị xã đến các xã phường, các thôn, tổ dân phố, các tổ an ninh xã hội, hộ gia đình để cán bộ, nhân dân biết và nhận thức đầy đủ các nội dung quy định của luật quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017, Nghị định số 137 ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ, quy định về quản lý sử dụng pháo, các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và xử lý hình sự quy định tại Bộ Luật Hình sự. Tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, hội viên, các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, học sinh, sinh viên viết cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, huy động lực lượng của các xã phường tham gia cổ động, tuyên truyền, tích cực tố giác các hành vi vi phạm trên địa bàn, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, đường bộ, đường sắt, đường thủy, khu vực công cộng, các lực lượng công an, biên phòng, quản lý thị trường, hải quan, chủ động sử dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử, điểm những vụ án liên quan đến pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, để kịp thời phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm trên địa bàn, tập trung lực lượng tổ chức, tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại các chợ để kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các trường hợp buôn bán, tàng trữ các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, bảo quản, phân loại, tiêu hủy pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm. Quá trình thực hiện công tác thu hồi, bảo quản, tiêu hủy phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thưa quý vị và các bạn, năm 1991, trường Trung học phổ thông cấp 2 3 Tĩnh Sa Pa, tiền thân của trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa Pa ngày nay được thành lập. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường đã vượt qua bao thử thách, khó khăn và ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành điểm sáng nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ của bao thế hệ học sinh. Từ mái trường này, nhiều tài năng được phát hiện, vun trồng và thành đạt trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Ngày 30 tháng 8 năm 1991, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 743 về việc thành lập trường Trung học phổ thông cấp 2-3 Tĩnh Sa Pa, đóng trên địa bàn xã Hải Yến, tiền thân trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa Pa ngày nay. Sự ra đời của ngôi trường Trung học phổ thông phía Nam huyện Tĩnh Gia, nay là thị xã Nghi Sơn, đã đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương, tạo cơ hội thuận lợi để nâng cao dân trí ở một vùng quê còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế xã hội. Ban đầu khi mới thành lập, nhà trường có 4 lớp cấp 3, 2 lớp 12, 1 lớp 11 và 1 lớp 10, 2 tổ chuyên môn, tổ tự nhiên và tổ xã hội, với 20 cán bộ giáo viên và 134 học sinh. Cơ sở vật chất nhà trường gồm 8 phòng học, nhà hiệu bộ cho ban giám hiệu làm việc là nhà cấp 4. Từ năm học 1991-1992 đến năm học 2002-2003, nhà trường đã có 24 phòng học, 41 lớp với 2.035 học sinh và 90 cán bộ giáo viên và nhân viên. Mặc dù đời sống của cán bộ giáo viên trong giai đoạn đầu còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng với tinh thần chủ động, vượt qua khó khăn, thách thức, nhiều thầy cô đã không ngừng phấn đấu để trở thành những giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh như thầy Hồ Trung Sơn, cô Nguyễn Minh Nguyệt, thầy Lê Văn Hoàng. Dù ở tuổi 80, đã nghỉ công tác được gần 20 năm, song thầy giáo Lê Đức Thứ, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa Pa, vẫn không thể quên những khó khăn vất vả thời gian đầu trường mới thành lập và đi vào hoạt động. Thầy giáo Lê Đức Thứ, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa Pa cho biết. Ngày 31 tháng 8 năm 1991 thì có quyết định thành lập trường cấp 2-3 Tĩnh Gia, và lúc này thì chuyển học sinh cấp 2 của Hải Yến cùng với các lớp cấp 3 từ Tĩnh Gia 1 về thành lập trường cấp 2-3 và tiến hành học năm học 91-92. Đến tháng 2 năm 1992 thì thành lập ban giám hiệu và được sở ra quyết định. Lúc này ông Lê Đức Thứ là hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Châu phó hiệu trưởng, tiến hành năm học bình thường. Lúc này về đội ngũ giáo viên thì còn thiếu ngoại ngữ, giáo viên sinh tháng 11 mới được có mặt. Lúc này chỉ có 4 lớp cấp 3. Năm học 92-93, nhà trường tuyển sinh khóa đầu tiên về đội ngũ giáo viên thì từ đầu là thiếu và yếu. Nhưng quá trình những năm học sau này thì nhà trường đã đi vào hoạt động bình thường. Năm học 2012-2013, để bàn giao mặt bằng cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa Pa chuyển về địa điểm mới tại xã Tĩnh Hải, nay là phường Tĩnh Hải. Đồng thời trường tách thành hai trường, gồm trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghi Sơn và trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa Pa. Chuyển về trường mới, trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa Pa do thầy Lê Đình Thanh làm hiệu trưởng cùng 60 thầy cô giáo. Mặc dù được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng trường mới với cơ sở vật chất khang trang trên địa bàn phường Tĩnh Hải, nhưng thời điểm này nhà trường gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Từ thực trạng đó, nhà trường triển khai nhiều giải pháp để bổ sung, xây dựng cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, làm tiền đề cho việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Thầy Lê Đình Thanh, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tĩnh Sa Pa cho biết. Trong cái giai đoạn từ ngày 20 tháng 1 năm 2013 là nhà trường được chuyển về Liên Vinh xã Tĩnh Hải. Đó là cái thời kỳ khó khăn nhất của nhà trường trong giai đoạn chuyển trường, tách trường.
Cái khó khăn cơ bản nhất thời kỳ đó là cơ sở vật chất nhà trường. Mặc dù là phòng học được xây dựng mới hoàn toàn, nhưng mà nội thất ở các phòng chức năng và bàn ghế phòng học của học sinh thì khi đó là do chia tách trường cho nên thiếu hụt về cơ sở vật chất. Thì trước tình hình như vậy thì nhà trường xác định là muốn xây dựng được cơ sở vật chất của nhà trường cho nó ổn định để duy trì giữ vững nền nếp đại học, thì việc xây dựng trường chuẩn quốc gia sẽ là một cơ sở, một nền tảng để xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Nhìn lại chặng đường 30 năm, các thế hệ thầy cô và học trò trưởng thành từ mái trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa đã có đóng góp nhiều công sức tạo nên diện mạo mới của nhà trường hôm nay. Hiện nay, trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa có quy mô khang trang hiện đại, nằm trong khu kinh tế Nghi Sơn với 2 dãy nhà 4 tầng, 52 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ 4 tầng, 10 phòng chức năng, nhà đa năng, nhà truyền thống, khu nhà xe. Khuôn viên, cảnh quan, nhà trường xanh sạch đẹp. Vì vậy, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh được giảng dạy, học tập trong môi trường khang trang và thân thiện. Số học sinh của trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa không ngừng tăng lên theo từng năm học. Năm học 2012-2013, nhà trường có 28 lớp, tăng lên 40 lớp trong năm học 2021-2022, gồm 13 lớp 10, 14 lớp 11, 13 lớp 12, với 1.662 học sinh. Sau thời gian dài nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ lãnh đạo nhà trường, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa, ngày 11 tháng 1 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 117 công nhận trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa đạt chuẩn quốc gia. Đây là mốc son đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của nhà trường, là niềm tự hào của các thầy cô giáo, học sinh nhà trường qua các thời kỳ. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn chăm lo giáo dục các thế hệ học sinh, giúp các em ngày càng hoàn thiện về đức, trí, văn, thể, mỹ. Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, tận tụy với sự nghiệp trồng người. Xác định đội ngũ cán bộ giáo viên là then chốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đã xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là phát huy tinh thần chủ động tự học, tự vượt khó vươn lên của mỗi giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, tổ chức các buổi thảo luận, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp giảng dạy, thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm. Với các giải pháp đã triển khai, đến nay, nhà trường có 91 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó có 4 cán bộ quản lý, 80 giáo viên. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó có 21 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 1 giáo viên đang làm nghiên cứu sinh tại Ba Lan. Giáo viên đạt danh hiệu, dạy giỏi cấp tỉnh không ngừng tăng lên. Năm 2013, có thầy Hoàng Trung Tuyến, môn vật lý, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đến năm 2017, đã có 5 thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt, trong năm học 2021 là năm đánh dấu chặng đường trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa tròn 30 năm xây dựng và trưởng thành. Nhà trường có 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong cán bộ giáo viên được đẩy mạnh. Hàng năm có từ 7 đến 12 sáng kiến được xếp loại cấp ngành. Trong đó, năm học 2020-2021 có 15 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại B, C cấp ngành. Thầy Hoàng Trung Tuyến, giáo viên môn vật lý, trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa cho biết. Tôi là giáo viên dạy vật lý ra trường năm 2002 và về công tác ở trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa cho đến nay là 19 năm. Bắt đầu từ năm 2005, tôi đã được giao cái nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi từ khối 11 và khối 12. Và cho đến thời điểm bây giờ, qua 15 năm đào tạo học sinh giỏi, thì tôi đã có những cái thành quả nhất định như sau. Trong đó có 24 học sinh giỏi tỉnh đạt giải ba và 32 học sinh giỏi tỉnh đạt giải khuyến khích. Với những cái thành quả đó và những cái em là thường trong đội tuyển lý của chúng tôi,
dù có đạt giải không đạt giải thì sau này cũng thường là những cái sinh viên xuất sắc ở trong các trường đại học. Với sự nghiệp chồng người của mình, trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa luôn xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, là yếu tố hàng đầu, là chuẩn mực để đánh giá hiệu quả giáo dục. Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường thường xuyên tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà với phương châm học thực chất, thi thực chất. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh xếp loại khá giỏi về văn hóa đạt từ 60% trở lên, tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 99,5% trở lên, học sinh đậu vào các trường đại học cao đẳng liên tục tăng. Nhiều học sinh tổng 3 môn theo khối thi đạt 27 điểm trở lên, tiêu biểu là học sinh Nguyễn Trọng Cường lớp 12A6, khóa 2007-2010, Đỗ Thủ Khoa Trường Học viện An ninh Nhân dân. Bên cạnh đó, hàng năm nhà trường đều có học sinh dự thi và đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp hạng từ vị trí 25 lên vị trí 46 trên 98 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Đặc biệt, nhà trường có học sinh Cao Văn Thành đạt huy chương vàng môn điền kinh tại Hội khỏe phù đồng quốc gia lần thứ 9 năm học 2016. Ở sân chơi âm vang xứ Thanh, nhà trường có nhiều học sinh đạt giải cao trong các vòng thi như em Nguyễn Văn Tâm lớp 11A3, khóa 2019-2022 đạt giải nhất vòng nhận diện âm vang xứ Thanh năm thứ 15 năm 2020. Nối tiếp truyền thống cần cù hiếu học của các thế hệ đi trước, 1.662 học sinh ở 40 lớp học hôm nay tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Em Nguyễn Văn Tâm, học sinh lớp 12A3, trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa cho biết. Em cảm thấy thật vinh dự và may mắn khi được học tập dưới ngôi trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa. Qua quá trình học tập tại đây, dưới sự dìu dắt của thầy cô giáo thì em đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết của các môn học. Bên cạnh đó còn được tham gia vào các hoạt động tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp, các hoạt động trải nghiệm thực tế phong phú do nhà trường tổ chức. Từ đó tích lũy cho bản thân những kỹ năng cần thiết. Là một học sinh cuối cấp, qua 3 năm học tại ngôi trường Trung học phổ thông Tỉnh Sa Pa thì em đã trang bị cho mình hành trang vững vàng để trưởng thành hơn và tự tin để trở thành một sinh viên của trường học sau này. Bên cạnh việc dạy và học, tập thể sư phạm và học sinh nhà trường luôn hưởng ứng tích cực các hoạt động giáo dục thể chất, văn hóa văn nghệ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường. Đảng bộ trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa hiện có 60 đảng viên, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chú trọng tập hợp khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh. Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm các cuộc vận động 2-0, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện chương trình dạy học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, các tổ chức đoàn thể của nhà trường đã hoạt động hiệu quả và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Trong đó, đoàn trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa tích cực triển khai thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, phát huy vai trò xung kích sáng tạo, đưa phong trào đoàn và công tác thanh niên đạt nhiều kết quả, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Với vai trò là tổ ấm của tập thể cán bộ, công nhân viên, công đoàn nhà trường triển khai thực hiện tốt phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, phối hợp với nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đi tham quan, học tập các đơn vị tiên tiến, các di tích lịch sử, văn hóa trong nước, nhằm giáo dục truyền thống, mở mang trí tuệ, tầm nhìn và thắt chặt tinh thần đoàn kết, động viên cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban nữ công, hội khuyến học, ban đại diện cha mẹ học sinh đã sáng tạo, năng động, bám sát nhiệm vụ sáng tạo vì mục tiêu phát triển nhà trường. Với những thành tích đạt được, công đoàn nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen. 30 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, từ năm 1991
đến năm 2021, trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa luôn bám sát mục tiêu chiến lược nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Nhà trường đã có gần 14.000 lượt học sinh với 28 khóa tốt nghiệp ra trường đang công tác, học tập, cống hiến tài năng, trí tuệ ở mọi miền đất nước và nước ngoài. Trong đó, nhiều học sinh của nhà trường hiện đang giữ các chức vụ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt ở các địa phương, trường học, doanh nghiệp. Nhiều học sinh trở thành tiến sĩ, sĩ quan trong lực lượng vũ trang quân đội nhân dân, công an nhân dân Việt Nam. Công tác trong môi trường quân đội, nhưng Trung tá Đinh Tiến Hùng, tiến sĩ Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng, cựu học sinh khóa 1996-1999, vẫn luôn hướng về trường cũ. Ngôi trường Trung học phổ thông tỉnh Sa Pa thân yêu, với đầy ắp kỷ niệm về tuổi học trò, về thầy cô, nơi đã gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng chắp cánh cho những ước mơ hoài bão của bao thế hệ học trò, trong đó có anh. Trung tá Đinh Tiến Hùng, tiến sĩ Viện Hóa học Môi trường Quân sự, Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng, cựu học sinh khóa 1996-1999 cho biết. Mặc dù đã rời xa ghế nhà trường đã lâu, nhưng trong miền ký ức tươi đẹp của chúng tôi, trường Trung học phổ thông Tỉnh Sa Pa luôn chiếm một vị trí quan trọng với những kỷ niệm học trò không bao giờ nhạt phai. Chúng tôi rất tự hào vì mình là học sinh của ngôi trường Trung học phổ thông Tỉnh Sa Pa đã được sống, học tập và rèn luyện dưới mái trường thân yêu ấy và trở thành một phần lịch sử hào hùng của ngôi trường. Những năm trước đây, điều kiện và gia cảnh của đa phần học sinh phía Nam huyện Ninh Gia như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế so với các trường khác. Nhưng vượt lên trên tất cả, các thầy cô của nhà trường đã dành hết sự yêu thương, tình cảm cho học trò. Các thầy cô không chỉ dạy cho chúng tôi những môn học thuần túy mà còn dạy cho chúng tôi biết làm điều phải, biết đoàn kết yêu thương, biết lý tưởng của cuộc sống, khát vọng vươn lên và có tinh thần tận hiến, biết trân quý từng chồi non nảy lộc, từng khoảnh khắc thời gian trôi, biết yêu từ đôi mắt bâng khuâng, biết cảm phục từ những việc tử tế nho nhỏ. Chính trên ngôi trường Tỉnh Sa Pa thân yêu ấy, chúng tôi đã trưởng thành và trở thành những người có ích cho xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm truyền thống của trường Trung học phổ thông Tỉnh Sa Pa, lần nữa chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô đã và đang công tác tại nhà trường qua các thời kỳ. Kính chúc các thầy cô có thêm thật nhiều sức khỏe, niềm vui và có thêm nhiều thành tựu trong công cuộc chồng người. Qua mỗi giai đoạn phát triển, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thị xã, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2012-2013, góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cùng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm học, thầy giáo Hồ Trung Sơn, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông tỉnh Sa Pa cho biết. Đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, vững bước trên con đường đổi mới do Đảng đã lựa chọn, đồng thời cũng đang đứng trước những cái vận hội và thách thức. Để góp phần vào nhiệm vụ chung đó, thì đòi hỏi các nhà trường phải không ngừng vươn lên, nâng cao chất lượng dạy và học, bắt nhịp với xu thế phát triển của đất nước và thế giới. Phát huy truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành các thế hệ thầy và trò của nhà trường, năm học thứ 30 bao gồm 88 thầy cô, cán bộ, nhân viên và 1.656 học sinh. Hết sức trân trọng những bài học quý giá của thế hệ đi trước, vui mừng với kết quả đạt được hôm nay và hứa hẹn phấn đấu giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, quyết tâm thi đua dạy thật tốt, học thật tốt, giữ vững thành tích thi tốt nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh và kết quả đại học, chú trọng phát triển toàn diện và phát huy năng lực người học, phải tiếp tục khẳng định vị thế của mình, vươn lên trở thành một điểm sáng của giáo dục, đào tạo tỉnh Thanh Hóa và của cả nước,
góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm học tới để trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia III trở thành trường chuẩn quốc gia cấp độ 2, nơi thắp lên ngọn lửa, niềm đam mê và khát vọng, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ học sinh. Đó là lời hứa quyết tâm trước Đảng, nhân dân và các thế hệ đi trước của nhà trường. Diện mạo trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia III hôm nay là kết tinh của quá trình vận động phát triển, kết nối bởi nhiều thế hệ. Lịch sử là điểm tựa, là hành trang để hướng tới tương lai. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường hôm nay nâng niu gìn giữ những thành quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục phát huy hết tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh, quyết tâm phấn đấu để phát triển nhà trường đạt trường chuẩn quốc gia cấp độ 2, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp chồng người trong sự nghiệp hội nhập và phát triển. Quyết định về việc công bố hết dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Hải An, Định Hải, Hải Ninh, Mai Lâm, Phú Lâm, Tùng Lâm, Ninh Hải, Nguyên Bình, Tân Sơn, Hải Hòa, Ngọc Lĩnh. Quyết định điều 1, công bố hết dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi tại các xã phường Hải An, Định Hải, Hải Ninh, Mai Lâm, Phú Lâm, Tùng Lâm, Ninh Hải, Nguyên Bình, Tân Sơn, Hải Hòa, Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn cụ thể như sau. 1. Công bố hết dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi tại xã phường Hải An, Định Hải, Hải Ninh, Mai Lâm, Phú Lâm, Tùng Lâm, Ninh Hải, Nguyên Bình, Tân Sơn, Hải Hòa, Ngọc Lĩnh kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2022. 2. Các hoạt động chăn nuôi, thú y, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ, chế biến trên địa bàn các xã phường Hải An, Định Hải, Hải Ninh, Mai Lâm, Phú Lâm, Tùng Lâm, Ninh Hải, Nguyên Bình, Tân Sơn, Hải Hòa, Ngọc Lĩnh được hoạt động trở lại bình thường theo quy định của luật thú y và các quy định hiện hành của pháp luật. Điều 2. Sau phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các xã phường Hải An, Định Hải, Hải Ninh, Mai Lâm, Phú Lâm, Tùng Lâm, Ninh Hải, Nguyên Bình, Tân Sơn, Hải Hòa, Ngọc Lĩnh theo dõi tình hình chăn nuôi dịch bệnh, quản lý chặt chẽ đàn lợn, thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, giám sát phát hiện, báo cáo, xử lý kịp thời các trường hợp có lợn mắc bệnh, phát sinh, khẩn trương tổ chức thực hiện các biện pháp phục hồi sản xuất chăn nuôi sau dịch bệnh theo quy định, phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch và các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh theo đúng các quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tránh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, các thành viên Ban chỉ đạo sản xuất phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm thị xã Nghi Sơn, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường Hải An, Định Hải, Hải Ninh, Mai Lâm, Phú Lâm, Tùng Lâm, Ninh Hải, Nguyên Bình, Tân Sơn, Hải Hòa, Ngọc Lĩnh và các tổ chức cá nhân có liên quan thi hành quyết định này, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ các kế hoạch số 300 KHUBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 về phòng chống bệnh viêm da nổi cục châu bò trên địa bàn thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2022-2030, kế hoạch số 303 KHUBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và tiêm phòng vaccine gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2022. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và thị xã Nghi Sơn nói riêng trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục châu bò trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2022, cụ thể như sau. Một lớn mục đích yêu cầu. Mục đích: tiêm vaccine viêm da nổi cục cho đàn châu bò nhằm tạo khả năng miễn dịch chủ động chống lại bệnh viêm da nổi cục, bảo vệ đàn châu bò, góp phần bảo vệ kết quả sản xuất cho người chăn nuôi. Yêu cầu: tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục cho đàn châu bò theo quy định, tiêm phòng bắt buộc 100% châu bò trong diện tiêm phòng, đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật. Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ vaccine, vật tư, dụng cụ, thuốc xử lý phản ứng. Lực lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn kỹ thuật đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công tác tiêm phòng theo quy định.
thực hiện tốt công tác giám sát sau tiêm phòng, theo dõi, có biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng vaccine sau khi tiêm, lập sổ sách, ghi chép đầy đủ chính xác kết quả tiêm phòng. Tổ chức thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò để người chăn nuôi biết và chủ động thực hiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và vật nuôi trong quá trình thực hiện tiêm phòng. Thời gian và đối tượng tiêm phòng. Thời gian tiêm phòng. Tổ chức tiêm đồng loạt vaccine viêm da nổi cục cho đàn châu bò trên địa bàn toàn thị xã, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 năm 2022 và hoàn thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2022. Đối tượng tiêm phòng. Tiêm vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục cho toàn bộ châu bò bê nghé khỏe mạnh từ 1 tháng tuổi trở lên trên địa bàn toàn thị xã. Chế độ thu chi, thu 45.000 đồng trên một con trên một liều, trong đó nộp về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp là 40.000 đồng trên một con trên một liều, trả tiền mua vaccine, vận chuyển, bảo quản, giấy chứng nhận tiêm phòng, để lại tại xã 5.000 đồng một con trên một liều trả công cho người tiêm phòng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các xã phường tùy từng điều kiện ngân sách hỗ trợ tiền công tiêm phòng trên địa bàn. Tổ chức thực hiện. Phòng Kinh tế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã các giải pháp chỉ đạo kịp thời hiệu quả. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp là cơ quan thường trực trong công tác tiêm phòng chống dịch bệnh, phân công lực lượng kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã phường thực hiện công tác tiêm phòng theo đúng tiến độ kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thị xã. Chuẩn bị đầy đủ vaccine cung ứng cho các xã phường, hướng dẫn thực hiện tiêm phòng đúng quy trình kỹ thuật, nhanh, gọn, triệt để. Cập nhật tổng hợp kết quả tiêm phòng hàng ngày, báo cáo về Ủy ban Nhân dân thị xã để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Các ngành, công an thị xã, phòng y tế, tài nguyên và môi trường, căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo hệ thống cán bộ cơ sở, giám sát và tham gia công tác tiêm phòng. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền về công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò để người chăn nuôi biết và chủ động thực hiện hiệu quả. Đề nghị các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phối hợp tuyên truyền vận động thông qua các hội nghị, văn bản chỉ đạo tổ chức đoàn thể, đoàn viên, hội viên tự giác thực hiện công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục theo quy định. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã tại quyết định số 2522 QĐUBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 bám sát cơ sở đôn đốc chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò cấp xã do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường làm trưởng ban. Ra soát thống kê chính xác đàn châu bò với số châu bò thuộc diện phải tiêm phòng đến từng hộ gia đình, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thuốc chống phản ứng, vaccine và lực lượng tham gia tiêm phòng. Đăng ký số lượng vaccine với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp để được cung ứng đầy đủ kịp thời, thông báo trước cho chủ vật nuôi để chủ động nhốt, giữ gia súc, phục vụ tiêm phòng. Huy động toàn bộ lực lượng thú y và công dân có chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm về thú y tham gia thực hiện tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh triệt để. Phấn đấu 100% châu bò thuộc diện phải tiêm phòng, đảm bảo tổ chức tiêm phòng xong trước ngày 20 tháng 1 năm 2022. Lập danh sách châu bò tiêm phòng của từng hộ thành 3 bản, nộp về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 1 bản, Phòng Kinh tế 1 bản và lưu ở xã phường 1 bản để quản lý, theo dõi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ngành đơn vị liên quan triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm Văn Nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật sản xuất chương trình Sĩ Thành, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.